Rồi ok, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ năm nha anh em. Em tiếp tục lên sóng vài món phụ tùng nữa ha. Anh em cần món nào thì cứ alo cho em nha. Số điện thoại để liên lạc là 0933 207 208 nha. Rồi, đầu tiên em bán cái ba ga. Ba ga này của custom nha anh em, ba ga custom. Đó. Cái ba ga này còn là một cái cuối nước xi, nói chung cũng còn rất là ok ha. Cũng nói chung cũng có rất cả cả trời trời. Nhưng mà còn sáng ha. Đó, ba ga này em bán là giá cho tốt cho anh em về chơi luôn 600 ngàn. Đó, 600 ngàn nha anh em, ba ga Sirin 600. Quá đẹp luôn ha. Đó, bên dưới nè. Giá gì là bằng cái ba ga lô thôi nha. Ba ga lô thì anh em mua nó cũng 600, mà cái này nước Sirin mà bán về giá gì là anh em cũng hiểu ha, quá rẻ rồi. Rồi, cái đồng hồ 8670 xuất sắc. Cái đồng hồ này em bán là 2,5 triệu nha nè, quá đẹp luôn. Nói chung một chiếc 86 mà phải nói là xe đẹp thì cái đồng hồ với cỡ này nha nè, cực kỳ đẹp. Không cắn mớp, không bị lỗi lầm gì hết ha, 2,5 triệu. Dưới nè, đó. Không có khui cạ gì hết ha. Nói chung là hàng VIP á, cỡ này là hàng VIP rồi, em bao với anh em luôn. Đồng hồ 86 anh em cứ đi coi đi, kiếm được một cái mà cái mặt nó đẹp cỡ này là khó lắm. Rồi đây có bốn củ nhan nè. Bốn củ nhan 86 nè, 81 anh em xài chung nè. Đó, em bán cho anh em bốn củ nhan này là 1,6 triệu, quá rẻ luôn ha. Đầy đủ hết nè. Atimon C ha. Chân nè, đầy đủ nè, ốc vít. 1,6 triệu nha, bốn củ nha. Quá rẻ luôn ha. Chui bóng đồ rin hết nha anh em, không có gì lô hết. Bốn cái chụp bông này là cũng đẹp luôn ha. 1,6 triệu bốn củ. Bóng đèn bên trong là 12V, anh em về xài 81 86 tùy ý ha. Rồi, một cái pha đèn đời cao em bán cho anh em là 700 ngàn nha. 700 ngàn nha anh em muốn gắn 81 86 gì cũng được nha, còn rất là trong luôn ha. Đó, 700 ha. Rồi hai cái nhanh trước nè cũng còn khá đẹp ha, hai cái này em bán là 800, không có bị mụn gì hết nha anh em, cỡ này là đẹp rồi ha, 800 ngàn. Đó, anh em thấy không, rất là ok ha, 800. Rồi đây có bốn củ nhan đẹp, bốn củ nhan này em bán là 2,5 triệu nha, rất là đẹp luôn. Giá 2,5 triệu thì anh em cũng biết rồi nè, nhìn muốn thấy cái mặt ở trong luôn ha. Đó, xuất sắc. Sao rồi này dính cái gì nha anh em. Đó, chân rin nha, dây điện rin luôn, không cắt nối gì hết. 2,5 triệu nha, bốn củ. Hàng này là hàng tiễn nha anh em, bốn củ. Rồi đây còn một cái dè 86 em bán cho anh em là 900 ngàn. Dè này thì cái mặt sau nó xuất sắc nha nè. Nước sơn riêng nha, không nước bể. Cái này là loại sơn được nha, nên nó ấy nha, 900 ngàn thôi. Phía trước nè, cái này muốn cái dè dán đề can là ha. Đó, 900 ngàn thôi. Cỡ này là đẹp rồi, dè 86 mà, mã màu là 116 ha. Rồi đây có một bộ câm trước chân cũng còn sáng ha, câm trước nha. Họ bán là 500. Anh em mua về châm vô xe nhà ha, 500 ngàn. Đó, 500 ha. Cầm trước nha anh em. Rồi ở đây có một cái cần số 81 86 đây, em bán cho anh em là 300 thôi. Gai cũng còn ok ha, gai nè. Đó. Gai ok ha, 300 ngàn à. Mặt trong thì có xịt bạc rồi ha. Giá 300. Nói chung cỡ này thì về vô xe tầm trung trung và dư sức nha, 300 ngàn thôi. Rồi một bộ cốt bát đời cao xuất sắc nha anh em. Bộ này tuyệt đẹp, chưa vệ sinh nè, 7 màu. Bộ này em bán là 1 triệu nha. Nói chung là bao đẹp đó nha anh em, nó rất là sáng luôn, chưa có vệ sinh đó. Đó, rất là đẹp luôn ha, bao đẹp. Anh em nhìn hai cái bát tăng sên là anh em hiểu bộ này là sao nè. Đó, chưa có xét gì luôn ha. Đó, 1 triệu nha anh em, đầy đủ. Rồi còn một cái gấp sau này bán giá cho anh em là 1,3 triệu. Gấp này thì anh em xài cho những cái dòng cúp 70 mà trước năm, nói chung 94 đổ về trước đó, 94 94 á, 94 93 rồi đổ về trước, còn qua 95 sau sau 95 thì nó đã chuyển qua ghép chân ship rồi. Đó. Cái này bán 1,3 triệu thôi. Cặp cao su này xuất sắc nha nè, không có trầy gì luôn nè. Đó, C70 đẹp ha. Giá im 1,3 triệu. Đó. Anh em mà C50 mà muốn lên có cái này thì mua gắn vẫn được nha, 1,3 triệu thôi. Rồi anh em nào có nhu cầu món nào thì cứ alo cho em nha. Chào anh em.